Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dụng tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui. Nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Cha bao nhiêu thương kính dòng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha. Như lòng chúng con luôn nguyện làm người con đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về ô mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui. Nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Cha bao nhiêu thương kính dòng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha. Như lòng chúng con luôn nguyện làm người con con. Nam mô A Di Đà Phật. Con Nam mô A Di Đà Phật. Con Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân ngày mùng 4 tháng Giêng, con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương, lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Tên con là Phạm Văn Tám. Quỳ trước linh vị gia tiên kính cẩn lạy tấu rằng cúi nghĩ tuổi tác
tự trời Phật ban cho, hình hài nhờ tổ tiên mà có. Nay toàn gia hớn hở đón xuân sang, mẫu thân chúng con vui mừng làm lễ thọ. Yết cáo chư vị thần linh kính dâng, lạy gia tiên đường tổ tiên, xin mở rộng lòng nhân nguyện phun trồng công đức, mong sao ngày tháng mãi mãi bền lâu, ước được gốc cành trên củng cố, gọi chút hương đăng lễ nhỏ, chứng giám tất thành cúi mong tiên linh phù trì bảo hộ. Xin tiên linh khởi công mạch trưởng sinh cho thân mẫu chúng con bước nên thêm đại thọ trên thiên tào, tặng niên kỷ lâu dài như rùa học vô cương giới hải ốc, tước phúc lộc dồi dào như sửa nguồn bát hỷ, khấu đầu lạy thần linh tiên tổ thượng hưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Phúc lộc tổ tiên thêm tuổi thọ, con tròn đạo hiếu cháu chăm ngoan, an khang thịnh vượng nhà thành đạt, phú quý khang cường vạn vạn xuân. Yêu lắm mi mẹ ấy hiền, thời thơ ấu không nghĩ quên, mẹ ru rất bên môi những lời ru đồng mi vẫn mi vang. Mẹ mong con đi lớn lên đi người để giúp ích cho đời. Những lời của mẹ năm xưa ghi khắc trong tâm đi đồng vào khối óc suốt chặng đi đường đi qua. Lớn lên đi người mẹ ơi suốt cuộc đời, lời ru của mẹ theo con nâng bước đường con đi. Thời gian đi trôi mỗi nghĩ tuổi mỗi già, xương trắng mãi đầu đi. Cuộc đời dâu bè dâu thức trắng đêm thâu, mong đàn con của mẹ ngày mai sẽ sang đi giàu như câu hát du ngày nào. Con trong già khắc nơi những lời mẹ dặn, mẹ ơi cho
dù còn dấu khó khăn, bao nhiêu vất vả gian nan chẳng sờn. Mẹ như nước chảy trong nguồn, mẹ là điểm tựa suốt đời cho con. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, một niềm vinh hạnh đến tới gia đình và cụ Nguyễn Thị Xem. Năm nay cụ đã bước sang tuổi 100. Hôm nay các con cháu cụ long trọng tổ chức lễ mừng đại thọ, rất hân hạnh cho đội văn nghệ của chi hội phụ nữ xóm Hùng Cường, nơi con dâu cụ là thành viên, về mang những lời ca tiếng hát để chúc mừng buổi lễ mừng thọ. Chúng tôi xin chuyển lời của đội văn nghệ đầu xuân năm mới, xin kính chúc các vị khách quý mạnh khỏe, an khang, gia đình hạnh phúc, chúc cụ trường thọ bách niên dai não. Xin quý vị chúng ta cho tràng pháo tay. Đúng là xuân về sắc thắm đào mai, chi hội phụ nữ múa bài mừng xuân. Chúc cụ trăm năm trăm tuổi chuyên cần, chúc cụ mạnh khỏe vui xuân thọ trường. Đó là nội dung bài hát chèo mừng xuân chúc thọ do bà Thu Hương cùng tốc múa của chi hội phụ nữ trình bày. Tiết mục bắt đầu. Mừng quê hương đầu xuân năm mới, người người đều vui vẻ đón đi xuân. Muôn loa hoa đang khoe sắc đẹp vội phần. Chúc các cụ ngày xuân thêm dồi dào, sức nghỉ khỏe. Mừng năm mới nhà nhà nghe đi vui phơi phơi, cánh cánh hoa đào này đã hái đua nở đón đi chào vui đón chào mừng xuân sang khi thế xuân vui xuân. Cuộc sống đẹp thành ca
Kính thưa các vị đại biểu, vui tin mừng không khí hôm nay, mừng xuân chúc thọ đắm say lòng người, mừng cụ sang tuổi 10 mươi, áo hồng khăn đỏ thắm tươi nả thường, cây cao bóng cả quê hương, để cho con cháu noi gương người già. Đó là nội dung bài hát Tuổi Già Ơn Đảng do bà Thu Thanh trình bày. Tiết mục bắt đầu. Đời đời ta ơn Đảng
cháu chúc cụ mỗi năm thêm thọ hào, để nhà nhà hoàn hảo ấm êm. Tất chúc cụ thọ ngoại bách liên, để tất được cụ khuyên cụ đào. Tất xin hứa học hành tiến bộ, để cụ mừng thọ hảo bước lên. Chúc chúc cụ mạnh khỏe vững bền, mỗi năm lại tăng thêm tuổi thọ. Nhờ có đảng nhờ ơn tiên tổ, hưởng lộc trời mừng thọ hôm nay. Con cháu tất chút sum vầy, ba đời mừng thọ tràn đầy sắc xuân. Đúng là chị em phụ nữ chúng con chúc mừng cụ tuổi vừa tròn 100, tin vui loan báo xa gần, cụ bước sang 100 tuổi đầy xuân quế hòe. Đó là bài hát văn 10 điều hay đẹp tốt do bà Kim Huệ trình bày. Tiết mục bắt đầu. Mừng xuân đến tiếng xuân rạo rực, hoa đào tươi khoe sắc. Mừng xuân mừng trăm họ bánh dài, phúc lộc lại chúc mừng an khang. Chúc cho nhau đường thanh đi nhàn, chúc cho nhau đường thọ trường sống đi lâu. Chúc cho nhau khang thịnh khang đi giàu. Hãy subscribe.
sang về tới mọi nhà, điệu chèo ai hát thiết tha dạt dào, vui sao những cánh mai đào, tưởng như ta đã nạc vào rừng xuân. Đó là bài hát lời chúc đầu xuân theo điệu đào niễu do bà Thanh Minh trình bày. Tiết mục bắt đầu. Xuân thang chúc nhau bình an.
Đúng là công cha vĩ tựa biển trời, nghĩa mẹ như thể biển khơi dạt dào. Cả đời cha mẹ khát khao mong nhìn con lớn đi vào tương lai. Đó là bài thơ bà Thanh Nhài, là con gái của cụ nên đọc thơ chúc mừng mẹ. Xin mời bà. Kính thưa mẹ, hôm nay con rất là vui mừng được như thế là chúc mừng thọ mẹ 100, cũng như là anh em cha bác họ hàng về đây để chúc mừng cho mẹ. Con có một bài thơ để chúc mừng mẹ 100. Mừng mẹ tuổi 100, mẹ già tuổi bạc nhưng còng chất chiêu khoai sắn nuôi con nên người. Chúng con ơn lắm mẹ ơi, anh em đoàn kết nhớ lời mẹ khuyên. Cuộc đời dù có chân chuyên vẫn luôn ghi nhớ đáp đền mẹ cha. Sống thời trên thuận dưới hòa, anh em đùm bọc cửa nhà ấm êm, gia đình con cháu bình yên, cùng nhau gắng sức vươn lên bằng người. Tuổi trăm mẹ đã tròn rồi, mong mẹ mạnh khỏe bên đời cháu con. Chữ hiếu con cháu làm tròn, gia đình hạnh phúc cháu con sum vầy. Hôm nay con cháu về đây vui mừng chúc mẹ tuổi đầy 100. Thời gian đã bấy nhiêu năm như cây đại thụ trắng che gió ngàn. Bao năm vất vả lo toan nuôi đàn con nhỏ lớn khôn thành người. Trăm năm tròn 10 thập kỷ, mẹ ngang nhiên hùng vĩ giữa đời. Tấm lòng mẹ tựa biển khơi, đêm ngày bồi đắp giữa đời bao dung. Mẹ là đại thụ ngàn năm, xòe vành tán rộng trắng che cho đời. Tinh hoa là của đất trời, ân tình sâu nặng là lời mẹ cha. Chúc mẹ vui khỏe tuổi già, mỗi mùa xuân đến kết hoa chúc mừng. Đúng là hôm nay trong buổi đầu xuân, mừng cụ sang tuổi thập tuần 100, cúc mai quế huệ vươn tươi, gia đình hạnh phúc cụ bách niên thọ trường. Đó là bài hát chèo niềm vui người cao tuổi do bà Thu Hương, bà và Tốt Múa trình bày khép lại chương trình văn nghệ mừng thọ hôm nay. Xin mời. Thank you.
Chúng tôi xin mời bà Tám là người con dâu út của cụ Chất Nên tặng hoa tặng quà cho đội văn nghệ. Alo. Xin mời quý vị ra đầu trong cái tay thân to để chúc mừng đội văn nghệ. Tiếp theo chương trình trân trọng kính mời bà Minh là đội trưởng đội văn nghệ nên tặng quà mừng đại thọ cụ, xin kính mời bà. Nhờ phúc ấn tiên tổ, cụ năm nay đã bước sang tuổi 100, rất vinh dự cho cụ. Cụ được Hội Người Cao Tuổi Việt Nam mừng thọ. Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Việt Hùng, Hội Người Cao Tuổi xã Việt Hùng, Chi Hội Người Cao Tuổi xóm Hùng Cường tổ chức lễ mừng đại thọ cụ vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Hôm nay rất vinh hạnh cho các con, các cháu tổ chức lễ mừng đại thọ, rất trân trọng cho gia đình được đón chào các vị đại biểu, các vị khách quý về dự lễ mừng đại thọ cụ ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Việt Hùng về dự, đề nghị nhiệt nhiệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Nguyễn Quang Tiến, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Việt Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ Người Cao Tuổi Trực Bình về dự, đề nghị nhiệt nhiệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu và chào mừng Ban Công tác Mặt trận xóm Hùng Cường, Chi Hội Người Cao Tuổi xóm Hùng Cường đã về dự đầy đủ, đề nghị nhiệt nhiệt chào mừng. Rất vinh dự cho các con, các cháu được đón chào năm bản chú bác họ Phạm cả đã về dự buổi lễ mừng đại thọ ngày hôm nay, xin đề nghị nhiệt nhiệt chào mừng. Rất vinh hạnh cho các con, các cháu được chào đón các anh em, con cháu nội ngoại xa gần, các bậc thông gia niên gia cùng các anh em, con cháu gần xa đã về dự buổi mừng đại thọ đầu xuân, xin đề nghị nhiệt nhiệt chào mừng. Để chào mừng và đón tiếp các vị đại biểu về dự lễ mừng thọ ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Tám, đại diện các anh em con cháu, nên có lời chúc sức khỏe các vị khách quý nhân dịp đầu năm mới về dự lễ mừng thọ, và kính mời các vị nâng chén rượu đầu xuân để chúc mừng đại thọ mẹ của gia đình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể anh em con cháu trong gia đình, sau đây tôi xin mời tất cả các vị khách quý và anh em con cháu trong gia đình nâng chén rượu nồng để chúc thọ cho mẹ tôi ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Thank you.
con ở dưới đâu con thấy nào. Để chúc mừng sức khỏe của các vị khách quý và chúc mừng buổi lễ mừng đại thọ cụ thành công tốt đẹp, xin kính mời quý vị chúng ta nâng chén rượu đầu xuân để chúc mừng. Xin kính mời. Xin quý vị chúng ta bắt tay nhau và nổ tràng bắt tay thật to để chúc mừng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, đúng là hôm nay trong buổi đầu xuân mừng kính chúc cụ đã sang tuổi thập tuần 100, cúc mai quế huệ xanh tươi, gia đình hạnh phúc ấm êm đời đời, trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Việt Hùng lên phát biểu chúc mừng đại thọ cụ và trao tấm thư của Chủ tịch nước. Xin kính mời ông. Kính thưa cụ Nguyễn Thị Sen, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể thông gia liên gia, anh em con cháu chắc nội ngoại gia đình cụ Nguyễn Thị Sen, từ ngàn xưa tới nay nhân dân ta đã có truyền thống kính lão trọng thọ và được lưu truyền từ đời này qua đời khác, làm nên nét đẹp văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc. Với truyền thống văn hóa tốt đẹp đó, cứ mỗi độ xuân về, mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới, đảng nhà nước ta, nhân dân ta, các gia đình tổ chức mừng thọ chúc thọ cho các bậc cao niên, thể hiện tấm lòng biết ơn các thế hệ đi trước. Uống nước nhớ nguồn là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi gia đình, con cháu, toàn xã hội. Sinh lão là quy luật tất yếu của con người. Người cao tuổi đã có công sinh thành, dưỡng dục con cháu chắc trưởng thành, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, xây dựng đất nước, làng xóm quê hương giàu đẹp văn minh. Chính vì vậy, từ xưa đến nay cứ mỗi độ xuân về, mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, phát huy truyền thống đạo lý tôn vinh người cao tuổi trong cộng đồng làng xã, trong gia đình, dòng họ, các chi hội, đoàn thể tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các bậc cao niên. Hôm nay gia đình cụ Nguyễn Thị Sen tổ chức mừng đại thọ cụ 100 tuổi xuân Quý Mão năm 2023. Về dự lễ mừng đại thọ cụ, thay mặt ban chấp hành Hội người cao tuổi xã Việt Hùng, xin kính chúc cụ đại thọ bình an, sống vui sống khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc các vị đại biểu, anh em con cháu chắc nội ngoại của cụ mạnh khỏe hạnh phúc, mọi sự như ý, làm ăn phát đạt, gia đình con cháu luôn luôn phát huy truyền thống cách mạng của cụ, của gia đình dòng họ, của quê hương Việt Hùng, xây dựng gia đình có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Kính chúc cụ phúc như Đông Hải, thọ thủy Lam Sơn. Về dự lễ mừng thọ, thay mặt ban chấp hành Hội người cao tuổi xã, câu lạc bộ có món quà để chúc mừng đại thọ cụ. Xin quý vị đang ở trong tay thật to để chúc mừng. Sau đây trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Hà trao thư mừng thọ của Chủ tịch nước. Xin mời quý vị đang ở trong tay thật to để chúc mừng cô. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hà. Sau đây chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Tiến thay mặt cho Hội người cao tuổi xã và câu lạc bộ nên có vần thơ xuân để chúc mừng thọ cụ. Xin kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu và quý khách xa gần, kính thưa các cụ trong năm bà chú bác, kính thưa toàn thể các cụ cùng toàn thể các quý vị, hôm nay là một ngày đầu xuân mới. Cụ Nguyễn Thị Sen được nhà nước và địa phương đã công nhận và chúc thọ cho cụ ở tuổi 100. Tôi đại diện cho câu lạc bộ người cao tuổi hợp tác xã Trực Bình hôm nay về dự và có vần thơ để
chúc thọ cụ hôm nay. Chúc mừng cụ vui xuân thượng thọ, cảnh hương xuân hoa nở xanh tươi. Chúc mừng cụ thọ ngoại 10, sống vui, sống khỏe, hương người tuổi cao. Chúc mừng cụ thanh cao cây đức, tuổi thọ tăng vui hộ tuổi già. Chúc mừng cụ nội ngoại đồng gian, an khang thịnh vượng, vận hòa hiếu trung, hội câu lạc bộ trực bình. Chúc mừng gia quyến hiển vinh đời đời, lộc tài nảy nở bời bời. Chúc mừng kính cụ thọ đời ngoại trăm. Xin trân trọng cảm ơn. Đúng là xuân sang đẹp cánh mai đào, mừng cụ trường thọ dạt dào tình xuân. Đến đây trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Khôi thay mặt chi hội người tao tuổi xóm Hùng Cường nên tặng quà mừng đại thọ cụ. Xin kính mời. Xin quý vị đại cho tràng pháo tay rất to để chúc mừng chi hội người cao tuổi xóm Hùng Cường đã lên tặng quà cụ. Mừng chúc cụ càng tăng tuổi thọ, cảnh cúc mai quế huệ xanh tươi. Mừng chúc cụ thọ ngoại 10, càng tăng thọ càng hồng tươi dai lão. Chúc mừng cụ con hiền cháu thảo, hưởng lộc trời thọ khảo bước nên. Trân trọng giới thiệu và kính mời chú bác họ Phạm cả nên tặng quà mừng đại thọ. Xin kính mời. Xin kính mời quý vị đại cho tặng bóng tay rất to để chúc mừng chú bác họ đã lên tặng mừng đại thọ cụ. Sau đây trân trọng giới thiệu gia đình ông Ngực quà. Trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông Sử lên tặng quà đại thọ mẹ. Xin kính mời. Trân trọng kính mời gia đình ông Trung, gia đình ông bà Nương Nhài lên trao quà cho mẹ. Thưa các anh, các chị, các em cùng các cháu, vì điều kiện đường xá xa xôi, gia đình bố tôi cũng như các cô, các chú, em bố tôi, người ở Thanh Hóa, người ở Sài Gòn, không thể ra dự lễ mừng đại thọ của mẹ được. Thế, bố tôi cũng như các cô, các chú có một chút vật chất và gửi lời chúc đến mẹ là trăm tuổi, mạnh khỏe, luôn sống vui, sống khỏe với con cháu lâu hơn nữa. Xin cảm ơn. Hiện nay ông Nguyên đang đại diện cho gia đình cụ là thông gia của cụ ở Thanh Hóa và Hà Nội trao quà. Xin quý vị đại cho tràng pháo tay thật to để chúc mừng. Trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông Tám lên tặng quà mừng đại thọ mẹ. Xin kính mời.
trọng kính mời gia đình ông thân lên tặng quà mẹ. Xin kính mời. Xin mời gia đình bà Huệ lên tặng quà mẹ. Mời anh em con cháu ở Hòa Bình lên tặng quà mừng đại họ. Xin mời anh em con cháu ở Thái Nguyên lên tặng quà. Xong là xin mời gia đình ông Thanh. Xin mời gia đình ông Thanh. Sau gia đình ông Thanh là đến gia đình ông Vị. Sau gia đình ông Vị là xin mời gia đình cháu Điền Xuân. Xin mời gia đình ông Nguyễn sẽ lên tặng quà. Xin mời gia đình ông Vị cùng toàn thể các con cháu sẽ lên tặng quà. Sau là xin mời gia đình và anh em của cháu Xuân Điền. Sau anh em cháu Xuân Điền là đến gia đình và chồng. Gia đình và chồng là đến gia đình ông bà Xuân. Xin mời gia đình cháu Xuân Điền sẽ lên để tặng quà. Xin mời gia đình bà Trọng và gia đình bà Xuân sẽ lên để trao quà. Ngay gia đình sẽ lên trao quà. Thay mặt cho hai gia đình, chúng tôi xin có bài thơ Xuân để chúc mừng thượng thọ cụ. Đại thọ cụ là 100 tuổi. Chúc mừng cụ Bách Niên đại thọ, cảnh chúc mãi đua nở xanh tươi. Chúc cụ thọ ngoại 10 càng tăng thọ càng hồng tươi nhân lão. Chúc mừng cụ con hiền cháu thảo, hưởng lộc trời thọ khảo bước lên. Chúc cụ phúc lộc vô biên, ơn nhờ Phật thành tổ tiên độ trì. Mừng cụ quảng đại từ bi, chúc mãi nan huệ phát huy nhiệm màu. Chúc cụ như ý sở cầu, gia đình thịnh vượng. Chúc cầu thọ trường. Chúc mừng cụ
bách niên trường thọ, chúc gia đình an khang thịnh vượng, xin kính chúc. Trân trọng kính mời ông Tám đại diện cho gia đình có nên có đôi lời để cảm ơn các quý vị về dự buổi lễ mừng đại thọ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông Tám. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho ban lãnh đạo cơ sở xóm Hùng Cường, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho hội người cao tuổi xã, kính đồng kính gửi đại diện cho hội người cao tuổi xóm Hùng Cường, kính thưa năm bàn chú bác họ Phạm đại tộc, kính thưa các vị quý khách cùng toàn thể con cháu nội ngoại của gia đình, lời đầu tiên tôi xin chân thành chúc các vị đại biểu, các vị quý khách đầu xuân năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Hôm nay trong không khí vui mừng của một những ngày đầu xuân năm mới, tôi rất vinh dự và tự hào cho gia đình chúng tôi, mẹ chúng tôi nhờ phúc ấm tổ tiên năm nay được nhà nước mừng đại thọ tuổi 100. Anh em con cháu chúng tôi rất vui mừng phấn khởi, được hân hạnh đón tiếp quý vị đại biểu, quý vị quý khách về tại gia đình chúc thọ cho mẹ chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng và xúc động những tình cảm của quý vị dành cho mẹ chúng tôi và gia đình chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi. Tôi xin thay mặt cho toàn thể gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu và các vị quý khách, đặc biệt nhất là đội văn nghệ đã mang lời ca tiếng hát đến chúc mừng đại diện đại thọ cho mẹ chúng tôi và gia đình chúng tôi. Một lần nữa gia đình xin chân thành cảm ơn, kính chúc các vị đại biểu và các vị quý khách một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Và tôi xin có một bài thơ để tặng mẹ. Mừng mẹ xuân nay tuổi bách niên, mừng còn mạnh khỏe, sống an yên, phụng sự tổ đường luôn giáng tác, giáo huấn cháu con đạo sáng ngời, vun trồng công đức thêm xanh thắm, cội vững căn bền mãi mãi xuân, con cháu tài bồi gia nghiệp thịnh, huệ quế đầy sân phúc chặt nhà, xuân mới mẹ thêm niềm vui mới, chúc mẹ an khang hưởng lộc trời. Tiếp theo chương trình là tôi xin trân trọng kính mời tất cả các vị quý khách và anh em cha bác vào uống với gia đình một chén rượu nhạt để mừng chúc thọ cho mẹ tôi ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Xin kính mời ạ. Và xin mời tất cả các cụ, các ông, các bà, toàn thể các vị khách quý vào mời rượu với gia đình, gọi là chén rượu nhạt ạ. Xin chân mừng và tặng kính mời ạ. Những lời thơ đồng quân ba sánh nam sơn, xuân này không gì mừng vui hơn, con xin viết một bài thơ y chúc mừng.
xuân con chúc mừng cha mẹ, nghĩa tình bền vững tựa kim cương, gia đình đầy ắp ý yêu thương, cháu con như một vườn hồng khi ngát suốt đời con ghi nhớ công ơn như thái sơn như mạch nước trong nguồn. Sống vui cùng con cháu, bách niên dài lão uy với sơn sánh Nam Sơn. Xuân này không gì mừng vui hơn, con xin viết một bài thơ y chúc mừng. Đầu xuân con chúc mừng cha mẹ, nghĩa tình bền vững tựa kim cương, gia đình đầy ắp ý yêu thương, cháu con như một vườn hồng khi ngát mưa. Con ghi nhớ công ơn như thái sơn như mạch nước trong nguồn, cuộc đời mẹ cha là gương sáng cho đàn con cháu ý nói theo. Rượu thơm nâng ly con kính cha, rượu thơm nâng ly con kính mẹ, mạnh khỏe sống vui cùng con cháu, bách niên dài lão uy với sơn hà, mạnh khỏe sống vui cùng con cháu, bách niên dài lão uy với sơn hà.